là lợi ích thuyết phục bát tí thần ma. Chính như trước đó thiên mã tộc nói như vậy, có một chút chủng tộc hắn liền căn bản sẽ không sản xuất, sát lục mới là bản tính của bọn hắn. Bọn hắn mong muốn sinh tồn, liền là dựa vào cướp đoàn cùng với sát lục, thông qua phương thức như vậy thu hoạch sinh tồn tài nguyên. Nếu như không thêm vào hạn chế lời, chủng tộc như vậy tất nhiên sẽ nhấc lên trên xó thành mưa máu. Hiện tại bát tí thần ma tộc thì tương đương với là tại thiên mã tình cùng với thiên lòng tình áp chế phía dưới, mới không có bộc phát ra bọn hắn nguyên bản bạn tính nhưng bọn hắn sinh tồn cũng cần tài nguyên những tường nguyên này từ đầu mà tới đây hiển nhiên là dùng thiên mã tính thiên long tinh cầm đầu cung cấp nhất định là thiên long thủ tọa cùng với thiên mã thủ tọa hướng về vị này bát tí thần ma phương hứa hẹn cái gì đưa cho chỗ tốt nhưng bát tí thần ma tập có thể tốt hơn sinh tồn được mới sẽ có được ủng hộ của hắn ngoại trừ lòng kỵ sĩ cùng với thiên mã kỵ sĩ bên ngoài bát tí thần ma quân đoàn có thể nói là toàn bộ lòng mã tinh hệ cường đại nhất quân đoàn thế hệ bọn hắn bằng vào thân thể lại có thể trực tiếp từ trong vũ trụ tác chiến đối mặt với đấu là liên bang hạm đội đều không có nhát gan qua lại từ ba tí thần ma tộc bản thân đi xuất phát cân nhắc tộc nhân của bọn hắn số lượng rất nhiều một khi thành bên trong liên bang như vậy thì bọn hắn nhất định là lòng mã quân đội liên bang bên trong trụ cột vững vàng tự thân thực lực cường đại khiến cho bạn hắn căn bản không cần e ngại bị liên bang thôn vẽ vô lận lúc nào ba tí thần ma tộc đều có thể bằng vào thực lực của bản thân tại trong liên bang có đầy đủ quyền lên tiếng thậm chí môn so với trước kia quyền lên tiếng càng nhiều hết sức rõ ràng bọn hắn sẽ là tương lai lòng mã quân đội liên bang bên trong cường đại nhất một nhánh Bá tí thần ma vương nghĩ rất rõ ràng, bọn hắn đơn thuần bằng vào chính mình thân thể cũng đã là mạnh mẽ như vậy. Lớn như tại trong phối hợp lòng mã liên bang chỉnh hợp về sau khoa học kỹ thuật sản xuất, cái kiểu chắc chắn càng thêm cường đại. Coi như không đối phó được lòng tộc của với thiên mã tộc, ba phần thiên hạ cũng đã hoàn toàn có cơ hội làm được. Đây mới là ba tí thần ma tộc của với lòng tộc của với thiên mã tộc phối hợp chỗ căn bản. Trái lại hiện tại, từ ngày hôm nay, tương lai tần tù khiêu chiến thi đấu liên có thể nhìn xa. Ba tí thần ma tộc tại trong lòng mã tinh hệ là người kêu đánh vị địa phí. Cơ hồ hết thầy chủng tàu khác đều gạt bỏ bạn hắn. Có lòng tộc của với thiên mã tộc tại đó, bọn hắn lại không thể nào động thủ. Chỉ có thể là biệt khuất ủy khuất từng toàn cầu. Bởi như vậy, cùng ngày lòng thiên mã hướng về phía bát tí thần ma vương ném xa ngày càng nhiều ô lưu thời điểm. Cơ hồ là không có làm thêm cân nhắc. Vì này bát tí thần ma vương liền đáp ứng xuống. Với hắn mà nói đây là bát tí thần ma tộc quật khởi cơ sở mà đối với long tộc của với thiền mã tộc tôi nói đây bọn hắn cần là một cái tay chân một cái có thể mang hết thảy bền dành tay chân theo trên lý luận tôi nói thống nhất lòng mã tinh hệ đối với khắp cả lòng mã tinh hệ tôi nói tuyệt đối là tốt ít nhất toàn thân là tốt mà phụ trách giải quyết những cái kia không ổn định nhân tố lại là nguyên bản liền có tiếng xuất là bát tí thần ma tộc cái này cùng với thiền mã tộc long tộc có quan hệ gì đây bởi vậy tam phương có thể nói là ăn nhịp với nhau thiên long tộc của với thiên mã tổng góc độ xuất phát đúng là vì lòng mã tinh hệ tương lai phát triển vì lòng mã tinh hệ mạnh mẽ mới đưa ra cái này chủ ý kiến bọn hắn là thật sự có một chút đại công vô tư nhưng ngược lại lòng mã tinh hệ vốn chính là dùng bọn hắn tối cường bọn hắn cũng sẽ là lòng mã liên bang thành lập về sau đã được lợi ích người có thể điều phối nhiều tư nguyên hơn để giúp trợ cho chủng tộc càng thêm cường đại cùng ba tí thần ma tộc mục tiêu khác biệt vô luận là thiên long hay là thiên mã bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều không có chỗ nào muốn khuếch trường địa bàn đạt được bao nhiêu tài nguyên hoặc là chiếm đoạt nhiều ít địa bàn thân chính là siêu thần cấp cường xã. Lòng tộc cùng với thiên mã tộc đã đầy đủ mạnh mẽ bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều là muốn thành lập thần giới thiết lập thần vị từ đó nhường tự thân có thể hẳn cổ trường tồn truy cầu trường sinh So sánh cùng nhau quyền lực cái gì lại tính là cái gì đây? Là mệnh phú trong khoảng thời gian ngắn nhé. Trong nháy mắt đang nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, trong lòng xung động đồng thời cũng không nhịp được là làm liên bang mà lo lắng. Long Mã Liên Bang nếu như có thể thành lập, đối với Đấu La Liên Bang thì nói vậy liền thật sự chính là tai nạn. Long Mã Liên Bang cùng với Đấu La Liên Bang cũng không đồng sáng, một khi thành lập cái kia chính là quái vật khổng lồ. Đấu La Liên Bang trong thời gian ngắn nhất không có nguy hiểm, có thể làm cho đối phương phát triển vậy liền phiền phức lớn rồi mà lại đề cơ hội là tất nhiên kết quả làm sao bây giờ mới có thể ngăn cản lòng mã lên bảng thành lập đây là miền vũ trong lòng từng đợt căng lên gần nhất thực lực kéo dài tăng lên căn cơ vững chắc khiến cho hắn đối với tu vi của mình còn là vô cùng hài lòng đang ở từng bước hướng về phía cường giả chân chính phát triển có thể giờ này khắc này trong lòng của hắn là không tự chu được sinh ra một loại cảm giác bất lực tại đây mặt như thế rất nhiều đỉnh cấp cường giả thời điểm dùng thực lực của hắn bây giờ thật sự chính là cái gì đều không làm được được. Dù cho hắn lại có trí tuệ cũng không cách nào cải biến cục diện trước mắt Đúng vào lúc này một cái âm thanh nhu hòa đột nhiên không có nửa phần báo hiệu ở đáy lòng hắn vang lên Ta có biện pháp Đơn giản bốn chú lại lệnh cho La Miền Vũ thân thể kịch chấn, suýt nữa thần tâm thất thủ nếu không phải là tần bảo thú vì hắn biến ảo lấy bề ngoài, lần này liền là muốn bại lộ. Người nào là ai? Làm miền vũ toàn thân bỗng nhiên căng cứng, cái âm thanh kia rõ ràng là xuất hiện ở hắn sâu trong đáy lòng, vừa giống như là xuất hiện ở hắn tinh thần chi hại bên trong, nhưng lại hoàn toàn không hề nào bắt. A à, Bảo vừa mới cái âm thanh kia, làm miền vũ cấp tốc hướng trong cơ thể tần bảo thú hỏi thăm. Âm thanh, âm thanh gì ta không nghe thấy? Tần bảo thú có một chút mờ mịt đáp lại. Hắn còn muốn hỏi đầu chủ nhân đây là thế nào, làm sao đột nhiên xuất hiện ra cái loại thần tâm thất thủ cảm giác? Lam miền vũ miễn cưỡng ổn định sau một thoáng tâm thần của mình nỗ lực đi nắng nghe nhưng vừa vặn cái âm thanh kia cũng không có xuất hiện lần nữa phòng phất trước đó mấy cái kia chữa chẳng qua là ảo giác của hắn mà thôi là ảo giác kháo không sẽ không là miền vũ hiện tại tinh thần lực lượng đã đến gần vô hạn tại trong thần thức cấp độ lại thêm hắn tự thân lòng thần huyết mạch làm sao có thể tùy tiện xuất hiện ảo giác đây Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, là miền vũ trong lòng hơi có một chút run rẩy. một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh lại có thể xuất hiện tại sâu trong lộ tâm của mình, mà cho dù là đã đi đến thần câm cấp độ, tân bảo thú đều không thể phát hiện, cuối cùng là một vị như thế nào tồn tại. Là miền vũ bên này xuất hiện ra biến sĩ đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến cái này lòng mã tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội tiếp tục. Bá tí thần ma vương đang nói xa cái kia lời nói về sau, muốn một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ của chính mình. Cái kia bị hắn giết chết đại biểu rõ ràng cũng là có tộc nhân của mình, có thể như trước không ai dám nói cái gì. Vì này đại ma vương là thật sự tùy thời tùy chỗ đều dám xa tay sát lục đó. Chỉ cần thiền mã thủ tọa của mới thự quang lòng kỹ sĩ không ngăn cản, ở đây ai có thể tổ chức rồi. Đúng vào lúc này lại là một đạo thân ảnh ở bên trong vòng bàn tròn bên cạnh đúng lên. Vì này toàn thân mọc ra màu vàng kim áo giáp xác, thân cao chỉ có chừng 2 mét, bề ngoài cũng là hình người bộ sáng, giống như là một tên chiến sĩ loài người ăn mặc một thân áo giáp màu vàng. Trong qua, ánh mắt của hắn đặc biệt lớn còn hướng ra phía ngoài nâng lên, không có cánh tay chỉ có một đôi màu vàng kim lớn đại liên đao, có thể so sánh thần khí lớn đại liên đao. Kim đường làng Vương chính là lòng mã tinh hệ bài danh thứ sáu đường làng tộc đường đại tộc trưởng cũng là đường làng tộc đệ nhất cường xã. Kim đường làng vương đứng người lên trên tầm mắt trước tiên để nhìn về phía bát tí thần ma vương phương hướng. Lập tức tham dự hội nghị lúc này các đại biểu cảm xúc cũng không khỏi vì đó mà đều động. Rất nhiều các tộc cường xã đều biết kim đường làng vương cùng với bát tí thần ma vương là có thù, làm hai lớn cưỡng chiến trùng tộc. Đường làng tộc số lượng khổng lồ, bát tí thần ma cá thể lực lượng mạnh mẽ. Sớm tại thời kỳ viễn cổ hai tộc đã gần nhiều thiên địch tồn tại. Giờ này khắc này Kim Đường Làng Vương đứng dậy là vì có thể là sau một khắc vị này Kim Đường Lang Vương lời nói lại làm cho nhiều người hấn tâm chìm vào đáy cốc chúng ta đường làng tộc cũng duy trì thiệt mã thủ tọa quyết định đường lang tổng cũng ủng hộ làm mười đại trưởng tộc bài giành thứ sáu đường lang tộc bọn hắn vậy mà cũng ủng hộ không thể nghi ngờ dùng kim đường làng vương quyền uy hắn hiện tại đại biểu cho toàn bộ đường lang tộc ý kiến không có bất kỳ cái gì mặt khác khả năng phải biết vô luận là đường lang tộc vẫn là bát tí thần ma tộc đều là chỉ am hiểu chiến đấu trùng tộc không sự tình sản xuất không biết cái gì khoa học kỹ thuật có thể nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn có thể tiến vào 10 vị trí đầu, liền mang ý nghĩa rằng tự thân chủng tộc lại cường đại cơ nào. Cái này hai đại chủng tộc tỏ thái độ, được với ở đây hết thầy đại biểu tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ sung động. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, mưa lớn trong chủng tộc với mã đã có hai cái mạnh chiến chủng tộc biểu thị sao duy trì không thể nghi ngờ đường lang tộc ủng hộ lý do cùng bát tí thần ma tộc cũng gần nhau bọn hắn cùng cấp nuôi dưỡng cân đầy đủ tài nguyên những tường nguyên này cho tới nay đều là thiên long tộc của với thiên mã tổng cung cấp mà nương tựa theo tự thân lực lượng chiến đấu mạnh mẽ căn bản cũng không cần lo lắng trình hợp về sau tự thân chủng tộc địa vị bọn hắn cũng không có cái gì kho kỹ thuật có thể cùng hưởng trình hợp về sau tự thành cường quân theo bọn hắn nghĩ sức chiến đấu mới là hết thảy căn bản chúng ta cũng suy trí là làm một âm thanh vang lên đồng sáng với làm 10 đại trung tộc tộc trưởng một trong tại trên cái bàn tròn xem như kính bồi vị thấp nhất một vị bất ngờ chính là ngựa không tộc tộc trưởng lớn như nói bát tí thần ma tộc cùng đường lang tộc là mạnh chiến chủ tộc đại biểu như vậy ngựa không tộc lên chính là khoa học kỹ thần trùng tộc đại biểu nương tựa theo ngựa không chiến hạm bọn hắn thậm chí đối mặt với long tộc của bất thiên mã tộc đều không thể nào e ngại mạnh mẽ như vậy gian khoa học kỹ thuật có thể để bọn hắn lăng không nà đi chỉ khi phải giữ ra khoảng cách nhất định coi như là siêu thần cấp cường xà cũng không thể nào bắt bọn hắn thế nào Cường đại như vậy chủng tộc am hiểu khoa học kỹ thuật chủng tộc Vậy mà cũng biểu thị sao duy trì Long tộc của bất thiên mã tộc thuyết phục ngựa không tộc lý do rất đơn giản Chỉ cần ngựa không tộc duy trì liên bang thành lập Như vậy long tộc của bất thiên mã tộc cần liều xuất xứ sao có không nguyên tình duy trì bọn hắn Tại không gian khoảng kỹ thuật phương diện nghiên cứu Đồng thời vì bọn họ lại trình thể xa tinh hệ Thậm chí hoàn thành hành tinh hệ tìm kiếm mới không gian hệ thống nguồn năng lượng